em vừa phát hiện ra một chuyện rất là động trời em vợ báo cho chị biết ngay chuyện động trời hả dạ là chuyện gì ông vũ ông ấy theo dõi chị từ rất lâu rồi ông ta thu thập chứng cớ chị nhận tiền hoa hồng từ mấy nhà thầu phụ để đưa chú hùng ký hợp đồng hợp tác với họ mà chị theo em được biết á các cái thông tin đó ông vũ ông đã lấy đưa cho ông kiệt phó tổng giám đốc chờ có cơ hội thuận tiện mấy ổng sẽ cùng nhau hợp sức ra tay để mà triệt chị đó à tôi hiểu mà nhớ thi công nhanh để không kịp thời gian á trễ hẹn là chết á mất uy tín lắm rồi 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 ủa em à... <laughs> à, ngọn gió nào đưa người đẹp đến tệ xá của tôi vậy trời chỗ này mà anh nói là tệ xá hả ừ em thì thấy nó rộng rãi thoáng mát hơn chỗ của em gấp mấy lần đó chứ ừ cảm ơn em nha <laughs> mà anh kiệt nè hả ở đời người ta nói cái gì mà nắm được ở trong tay á thì thường không biết quý đúng nhưng mà đợi đến khi mất rồi á thì mới nhận ra giá trị thực của nó câu này càng đúng hơn <cười> <cười> em thí dụ sao em ví dụ như căn phòng rộng rãi này của anh ừ. mỗi ngày anh tới đây làm việc nó bình thường giống như là anh ăn cơm uống nước vậy đúng rồi nhưng mà anh thử tưởng tượng đi. Một ngày nào đó, tự nhiên anh không được bước vào đây nữa vào mỗi buổi sáng. Rồi ở bên ngoài kia, cũng không có ai chầu trực để mang nước vào cho anh. Rồi cũng không có ai tìm đến anh cầu cảnh, nhờ giả dạy anh hết. Thì lúc đó anh sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc là tuyệt vọng lắm hả? Sao tự nhiên em vô đây và nói những chuyện này? <laughs> không có gì là tự dưng cả. Anh vẫn chưa hiểu ý em Anh chưa hiểu Thì từ từ đó anh sẽ hiểu Nhưng mà tôi nói cho anh biết Nước sông không xâm phạm nước giếng Thì trời yên biển lặng Còn kẻ sức tay Thì người cũng gãy gọng Đó là chuyện bình thường Quan trọng là cách mình cư xử như thế nào Cho phải phép thôi Em định ám chỉ cái gì Trời ơi <laughs> Tôi cần gì phải ám chỉ Tôi cảnh cáo anh. Anh và ông Vũ phải dẹp ngay những trò mèo sau lưng tôi đi. Còn nếu không thì đừng có trách tôi không nể tình. Ừ. Tài kiệt này dù gì cũng hèn nhát, dễ đối phó Riêng tay vũ Mình nên dùng cách nào đây